Cũng trong sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo đánh giá, 5 năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại Đảng bộ khối đã có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động về vai trò tầm quan trọng của công tác này đã được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị cũng được cấp ủy các cấp triển khai, cụ thể hóa từng nội dung gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị. Trong đó đẩy mạnh tự soi tự sửa nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tác phong công tác, lối sống, ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của từng cán bộ đảng viên.